Rồi thì Đại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Thì tiếp tục video hôm nay thì Đại sẽ lên giới thiệu cho mọi người một con máy là Mitsubishi nha mọi người ha. Đây là 43. Là 43cc, bích tông là 40 ly mọi người. Con này là siêu phẩm nha. Đó. Rồi. Thì cái tem là tem zin nha, Đại giữ zin ha. Đó. Rồi thì khi mọi người mua máy bên Đại thì đầu tiên thì Đại cũng sẽ bao ship to cho mọi người toàn quốc. Hàng đến thì mọi người cứ test kiểm tra muốn làm gì làm. Rồi cái thứ hai là bảo hành máy 1 năm nha mọi người, lửa là 6 tháng sử dụng ha. Rồi tặng kèm thì Đại sẽ tặng kèm cho mọi người là 5 món. Thì đầu tiên là một cái sợi dây đeo nhiệt bãi ha. Thứ hai là một cái bugi bãi nè. Thứ ba là một cái kẹp tiếp mở bugi. Thứ tư là một cái ổ phát cước. Cuối cùng thứ năm là một lưỡi dao Makata dày 1,5 ly nha mọi người đó. Thì để Đại đi quay chi tiết ở ngoài cho mọi người xem, rồi thì Đại ghép một cái khúc video Đại lúc là vệ sinh nó máy mọi người. Cho mọi người coi cái bích tông ở trong với cái tình trạng máy ha. Rồi thì ở đây mọi người máy ba lô thì thường 43 là ba lô nhiều mọi người. Thì đừng lên là bình xăng lớn thì bình xăng mới nha, nhưng mà ở đây á Đại lên cho mọi người là một cái bình xăng nội xịn nha, bình dày nha mọi người ha, chứ không lên bình móng tem kiểu kia đâu nha. Cái bình này không giờ có 100.000 mọi người. Đó. Rồi ống xăng là làm lại hết luôn nè, nó phải thay cái cục lực, thay cái cục thun nè ha, là móng xăng thay lại ông xăng thái hết mọi người nè. Rồi làm cái lỗ thở riêng luôn ha, để anh chị làm lỗ thở riêng cái nắp xăng này nè mọi người. Mình làm cái gòn nó sẽ kín hơn, nó không bị xì sọt xăng ha. Đó, cái này là ta chỉ quay sơ lại ngoài cho mọi người coi nè, dây rất là đẹp ha, tem mọi người thấy tem uy tín không, máy không bắn bóng nha mọi người, cũng không bắn cát ha. Rồi lóc đóng mắt lên cho băng ha, con zin còn nguyên nha. Đó, nồng thì đóng sau nè, nè mọi người coi áo nè. Đó, xuất sắc chưa nè, không có Đại làm mà Đại không có chỉnh sửa màu gì hết nha. Chế sử dụng chế quanh rồ mọi người, 430 hay kim gin ha, bộ e gin luôn, nói chung là máy này gin hết nè, cổ bộ gin của nó luôn nè, này cổ phụ nha. Đó, ốc tán thì đẹp từng con luôn mọi người, đây không có con nào xét hết nha. Đó, thì đây Đại mở ốc mọi người thấy nè, rất là kỹ nha. Đó, thì đây Đại xài là dích nhật hết mọi người, nói chung Đại bước vô Đại làm á là Đại sắm Đại đầu tư rất nhiều mọi người, để anh chi mình đầu tư những cái đồ nó xịn sò á mọi người, nó chỉnh đồ thì mình sẽ cho ra một cái sản phẩm nó chất lượng mọi người ha. Đó đây thì cái giá trị đồng tiền nó sẽ đi theo cái chất lượng nha mọi người. Đó đây rất là quýt mọi người, siêu phẩm ha. Đó, trên đầu ốc chưa xét luôn, thì Đại không có đánh gì lại đâu nha mọi người, bô cũng vậy ha, nguyên hết nè. Rất là đẹp. Đây là mọi người được về được con Echo nữa nè, Qrit nè, 260 nè mọi người, siêu phẩm nữa nè. Hàng này độc, hàng độc nha mọi người. Màu xanh này rất khó kiếm nha. Đây, máy nghiêm hết nè. Thiếu cái thùng nha mọi người, đó. Em nào rảnh quay cho mọi người xem sao ha. Rồi. Thì ở đây thì Đại lên để cái xe sáng một chút. Đại lên một cây cần là Austin. Áo thì cho bao cho mọi người nè, rất là đẹp ha, không tì vết mọi người. Rồi lên cho cái gần Austin ha, Austin tâm lớn mọi người, đây đó, ốc tán rồi nè, nguyên bản ha. Rồi thì đây lại lên cho cái chân chống mọi người, chân chống mới thôi nha, nhìn cho nó cái máy mà nó cao lên cho nó sạch sẽ mọi người. Rồi cần ống nè, cần ống rất là đẹp. Thì đây đã làm cần bãi nha mọi người, ưu tiên cần bãi là tại vì lý do cần bãi á, những cây cần lựa đẹp thì nó sẽ chất lượng mọi người ha, nó chất lượng. Thứ hai nữa là cái giá trị nó sẽ có hơn những cái cần mới mọi người. Cần mới bây giờ dán tem Mitsu đồ lên thì chuyện nó quá đơn giản mọi người, 400-500 ngàn cây giá nhập thôi chứ không có mắc đâu mọi người. Còn cần bãi này mua có khi cả triệu mua không có cây cần đâu nha mọi người. Đó nên mà mọi người cũng đừng có thứ nhất là đừng có so sánh cái giá mọi người nha, cái giá tại sao ở nay vậy bên kia vậy, nên mình phải nhìn lại cái đồ người ta lên mọi người ha, mỗi người có một cách làm khác nhau mọi người. Vậy cũng cái mình phải tính cái độ đồ người ta vô đó là đồ sao nữa, nó mình phải cân lại mọi người chứ không có nói chung chung được. Rồi ra bóp nè, ra bóp ghim theo cái cần luôn ha, công tắc nằm đây luôn, đẩy đây là on nha, đẩy về đây là top ha. Đó đó, cần ít tin của Raymond này ha, nguyên zin nguyên bản hết nha. Đó, không làm gì hết. Rồi đây thì Đại lên cho cái trắng cỏ Echo ha, trắng cỏ nhật bãi nha mọi người. Đầu bò chén kẹp thì nguyên zin đây,
có trống mòn ốc luôn nè mọi người. Giờ thì có trống quán cỏ lên cùm luôn ha, hiện nguyên xì luôn đó, rất là đẹp. Rồi thì sau đây đã xin mời mọi người xem một cái đoạn video để ghép cái phần mà đã rửa ra mọi người đó. Thì còn con echo nè, mọi người thấy máy chưa vệ sinh nha mọi người. Đây coi nè, nó đẹp coi nè, dây thì thôi mọi người cho lực luôn, dây trắng tư luôn ha, cái hệ thao kim luôn nè, nguyên zin hết nè mọi người. Đây mát quá nè, nữ còn nguyên luôn ha. Đó. Rồi thì đây là cái bên trong của máy nha mọi người ha. Đó, thì để đại quay cho mọi người xem chi tiết nha, cho nó dễ mọi người. Đây thì cái bô nè, bô bọng là nguyên zin hết nha. Đó, rất là đẹp mọi người. Thì cái này nói chung là làm zin hết, để không có chà cước đánh cước gì hết nha mọi người, cũng không bắn cát luôn nha. Thật sự thì những cái này để bắn cát lên một cái mọi người nhìn không biết đâu mọi người, bắn cát cho nó trắng lại ha, rồi thay hai con ốc này là mọi người nhìn nó sẽ khác liền đó. Cùi xong này cũng có thể rửa được luôn mọi người, dễ lắm. Muốn làm thì đường nào làm cũng được mọi người, thật sự là mọi người lầm thôi chứ đại không có lầm nha. Đó thì máy nguyên zin hết nè mọi người, coi cái tem nè, tem L43 ha, hiện tại để zin tem gì nha mọi người. Đó, nếu mọi người không thích muốn để cái tem Mitsubishi thì đại sẽ lột ra để dán cái tem Mitsubishi lên cho mọi người thôi. Nói chung là vấn đề nó đơn giản trong một nốt nhạc thôi mọi người. Rồi, dây mọi người thấy dây nè. Đây, dây nhợ nè. Nó dây nguyên zin. Dây rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Bọng là zin đẹp hết mọi người. Rồi tiếp theo là áo nha. Nè, đó thì mọi người xem áo là không bắn bóng nha mọi người. Nha, nguyên zin. Đó, từ trong ra ngoài rất là đẹp luôn ha. Con này thuộc siêu phẩm rồi mọi người. Nè, zin hết nha. Đó, thì máy bãi thì nó vậy thôi mọi người. Nè, boya zin nè ha. Đó, zin lô thì nhìn phát biết ngay mọi người. Lô thì ở đây nó on off nó để trên này nè. Ở đây nó dập nổi luôn ha. Còn zin thì nó gì? Nó dày dặn hơn, cứng cáp hơn mọi người, nó đổ đẹp hơn. Nhưng mà đồ bãi hàng Nhật ha, thì nó phải có ở cái đẳng cấp khác mọi người. Còn riêng về ốc tán thì bao cho mọi người ha. Con nào con nấy nè, đẹp hết mọi người, máy rất là đẹp. Rồi qua cái nhân vật chính này thì là cái máy ha. Đây có cái đồng hồ luôn nha, lóc đóng mắt in da băng ha. Chế thì chế banh rồ 430 hai kim zin theo nó mọi người. Thì nói chung là đại chưa có cho nổ nha. Đó, thì rửa rồi quay cho mọi người xem nè. Thì nói chung là rửa rồi bắt buộc hôm nay là phải cho nổ luôn mọi người, chứ không có để qua ngày được nha, sợ cái hơi nước rồi nó vô nó ẩm nó xào mọi người. Bugi đồ mọi người thấy nè, phải Bugi 7A ha, zin theo của máy luôn nè. Đó. Thì zin đó thì nó gì, nhưng mà thí dụ mà nó khi mà cho nổ mọi người, nó có chết bugi hay này kia thì đại sẽ thay ra nha. Đó, chứ quay thì trước mắt là quay chưa nổ thì nó gì. Nó để nữa, nhiều khi quay gì cái tới chừng bán mọi người thấy nó, ủa bugi 7A này để đâu, rồi này kia nó luộc hay gì rồi. Đó, thì nó cũng khó xử mọi người. Nè, lóc nguyên hết nè, thấy chưa. Những cái này thì dễ làm đó mọi người, thật sự là bắn cát một nốt nhạc thôi, một phát một thôi. Mọi người nhìn một máy nó lên một cái tầm khác nữa, nhưng mà thôi nó công lắm. Mình làm người thật việc thật nha mọi người. Đó. Rồi. Đây là 43 ha, seri nè. 469591. Đó. Rồi. Cuối cùng bố nè. Đây. Tông thì bê tông vàng nha mọi người. Con này chưa có chạy nha, chưa có nổ. Nên là bê tông thì nó có đóng nhớt đây. Không biết mọi người thấy rõ không nữa. Đây, quay sao cho mọi người thấy cho nó rõ thôi. Đây đã thấy nó mờ mờ mọi người. Đây, đầu đỉnh bê tông nè. Đó thì nó có đóng khối rồi, thấy chưa. Nó đóng đen đen ha. Thì cái này nếu mọi người xài gì xài nhất xịn là chạy nó sẽ nhả khối ra nha mọi người ha. Đó, mọi người cứ yên tâm. Chung là máy để bán để bao chuẩn bao zin hết cho mọi người nha. Đó.
tông thì bao cho mọi người đẹp ha. Tán bằng zin hết. Nè, con zin nè. Đó. Rồi phíp zin nè. Đó, thì nói chung là zin hết ha. Rồi thì tiếp tục thì đã sẽ test máy cho mọi người xem nha. Đó, mình lên xăng nha mọi người. Bơm xăng lên, đóng le ha. Công tắc on. Bóp ra lên. Rồi, máy nổ rồi đó mọi người. Nhẹ nhàng cái thôi. Thì con đã ngủ mọi người, tay không có dám test lâu được nha. Thì video đã xin kết thúc ở đây ha. Thì chào mọi người và hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.